Shop mình mới về một cây đàn điện mà theo mình nghĩ thì nếu như các bạn mới bắt đầu tập guitar điện không nên bỏ qua. Squawi. Đây các bạn. Ha, nó tặng cho mình một cái bao rất là đẹp luôn. Đó. Trước tiên mình sẽ giới thiệu về cây đàn trước ha. Thì đây là cây Squawi SE-ST800, đến từ một thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc và được sản xuất ở Trung Quốc luôn ha. Thì cây này có thân được làm từ gỗ basswood, là một loại gỗ rất là phổ biến để chúng ta làm đàn guitar điện. Và đặc biệt mình muốn giới thiệu các bạn một loại cần, gọi là cần rotated maple. Thì các bạn thường thấy những cái đàn làm từ cần maple ha, và mặt phím là từ gỗ hồng đào rosewood màu đen, hoặc là từ một loại gỗ maple màu trắng. Tuy nhiên thì đây là một loại công nghệ làm cần khác, nó được gọi là rotated maple, một loại gỗ phong và được hấp cho đến khi mà tỷ lệ nước trong gỗ còn dưới 1%. Do đó cái cần rotated maple nó rất là bền, nó rất là cứng và nó ít bị gọi là bị cong theo thời gian. Đó, đây là những cây dòng cao thì người ta mới làm rotated maple như thế này ha. Là cái nhất. Cái hai, cây này nó có một cái điểm đặc biệt, đó là trong cây đàn này nó tích hợp cho chúng ta cái phơ, mình gọi là effect đó. Bình thường thì nó là một cây đàn guitar điện bình thường, nhưng khi chúng ta bật phơ lên đó, bật lên nó sẽ có 5 kiểu tiếng ha các bạn: clean, rồi overdrive, high gain và có thêm delay ha. Đó, rồi delay á, để chúng ta làm ra những cái tiếng cho nó mềm mại hơn. Nó có một cái cổng phone để chúng ta cắm phone, hoặc là chúng ta cắm line out bình thường. Thì khi chúng ta muốn xài phơ trên đàn thì xài, còn khi chúng ta không muốn xài phơ mà xài như một cây guitar điện bình thường thì chúng ta xài như một cây guitar điện bình thường. Đó, đó là về cây đàn này, nó tích hợp 5 kiểu tiếng để chúng ta tập luyện luôn, chúng ta không cần phải mua phơ, mua amplifier nữa. Rồi. Vậy thì trong cái bộ cây đàn này nó còn tặng thêm cho chúng ta cũng rất là nhiều thứ khác. Nó tặng cho chúng ta dây rắc cần nhúng, rồi ti chỉnh cần ha, khăn lau và phím, dây đeo chính hãng, và đặc biệt nó có tặng cho chúng ta thêm cục pin và một cái headphone đó. Thì các bạn, cây đàn này nó sẽ xài pin để cung cấp nguồn cho cái hệ effect tích hợp trong đàn đó. Chúng ta xài pin 9V ha. Đây. Rồi. Khi chúng ta cắm phone vào để tập, nó sẽ sáng đèn lên các bạn. Đó, như vậy là chúng ta đủ tập rồi, chúng ta không cần phải mua A mua X nữa, chúng ta đeo vào. Đó, như ở đây là đã có nghe những cái tiếng của nó rồi đó. Clean. Đấy. Chúng ta tập như thế này không cần mua phơ, không cần mua amp nữa, như vậy là đủ để chúng ta tập guitar điện rồi ha. Và nó cho thêm chúng ta đầy đủ phụ kiện nữa, chúng ta không cần mua gì thêm. Vậy mức giá bán của cây này cũng rất là dễ chịu, với một cấu hình cao như thế này, rotated maple khóa, mà nó bán chỉ giá bán lẻ là 5,4 triệu ha, và đầy đủ phụ kiện như thế này. Đặc biệt ở shop mình đang có chương trình giảm giá cho lô đầu tiên với mức giá bán chỉ 4 triệu mấy thôi. Mong các bạn ủng hộ Squawi SE-ST800, đầy đủ phụ kiện và tích hợp phơ gồm 5 kiểu tiếng khác nhau.